các bạn có dịp nào về Tuyên Quang nhé. Tuyên Quang có Sơn Dương, có Tân Trào. Đó là cái nôi của cách mạng, thủ đô kháng chiến, thủ đô giải phóng đấy. Hay Định Hóa Thái Nguyên cũng vậy. Ta nhìn cái lán Nà Lừa ta mới thấy lạ. Nhà tranh vách đất, bắc lên một cơn sốt rét nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Võ Nguyên Giáp đến thăm và làm việc với bác, thấy bác cứ mê sảng như vậy, thế là ở lại chăm sóc bác cả đêm. Lúc tỉnh dậy, bác cầm tay, bác nói là bây giờ thời cơ cần kíp lắm rồi, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết dành cho được độc lập. Ý chí mãnh liệt như vậy. Và đồng bào Tây ở Sơn Dương, Tuyên Quang đấy, đã khóc thương bác, tưởng bác mất rồi, tưởng coi đó là lời trăng trối rồi, đã định làm tang cho bác rồi cơ mà. Thế thì may quá, có một cụ già người Tây đi từ trong cửa rừng ra, tay cầm một nắm lá. Tuyên Quang là xứ sở của dược thảo, lá lá thuốc ấy. Ta mời cụ vào khám bệnh cho bác. Bác nằm trên cái ván tre, cái tấm nứa thế này, đắp một cái chăn chiên mỏng, gầy lắm, cứ thoi thóp. Cụ cầm tay bác bắt mạch, không có mạch. Cụ nói là 9 phần chết 1 phần sống, mong manh lắm. Cụ dặn là nấu ngay một nồi cháo sôi cho tôi, đợi tôi đi về ngay bây giờ. Cụ quay lại giường đi tìm thuốc, rồi cụ lại quay lại. Cụ phân vân là chẳng biết có còn kịp nữa hay không. May quá, nhờ bát cháo của cụ già người Tây mà bác tai qua nạn khỏi. Bác sống lại được dù rất gầy. Về Hà Nội đọc Tuyên Ngôn Độc Lập vẫn chưa dứt cơn sốt cơ mà. Mà gầy lắm, để dâu nữa. Chân dân làng cứ bán tín bán nghi, không tin rằng Tất Thành Làng Sen là chủ tịch nước cơ mà. Chỉ có bà Thanh tin là thế thôi. Thế thì khi mà cụ già đã chữa bệnh cho bác xong rồi, bác tỉnh lại, ta kể cho bác nghe. Bác bảo tìm ngay cụ già về đây cho bác. Bác chưa có một lời cảm ơn. Thì ta ân hận quá, lúc đó chẳng ai để tâm cụ già cả. Chẳng biết cụ tên tuổi là gì, chẳng biết cụ ở đâu. Lúc bác bảo đi tìm thì không sao tìm thấy. Mà suốt từ năm 45 đến bây giờ là 77 năm rồi, không tìm thấy. Bác bao nhiêu lần gửi thư và điện cho tỉnh ủy Nghệ An, tìm mọi cách để tìm được địa chỉ cụ già cho bác. Ít nhất cũng có một lời cảm ơn, ân nhân người đã cứu mình sống. Ấy, bác là thế đấy. Thế mà không tìm được thì bây giờ chỉ còn có hai khả năng. Một là quá lâu rồi, cụ mất rồi. Hai là cụ đi đâu không ai biết. Còn dân gian thì cứ đồn thổi là đấy là trời Phật cử người xuống để cứu bác. Vì không tìm thấy cụ ở đâu cả. Chuyện có thật mà bây giờ thành huyền thoại. Đấy là những gì ta biết về Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta lần vào những tư tưởng cốt lõi của bác, những luận điểm cao quý của bác về khát vọng phát triển đất nước, về tự do, độc lập, hạnh phúc và về dân chủ nữa, để ta càng thấy bây giờ tiếp thu tư tưởng di sản bác đấy là cái chìa khóa để cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Mà sâu xa ra là vấn đề con người thôi, phát triển con người. Mà trong con người thì cán bộ đảng viên là quan trọng nhất, là quyết định, nhất là người lãnh đạo đứng đầu, từ các cấp ủy, từ chi bộ đến tận toàn đảng trung ương. Ta liên hệ vào Vĩnh Bảo nhé, các đồng chí có một cái đội địa bàn dân cư đông tới 190.000 người, tức là 19 vạn dân, mà trong tương lai còn tăng nữa vì đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nhưng chúng ta lại có trong số đó là 9.200 đảng viên, có hơn 2.000 cán bộ giáo viên, đủ các cấp các ngành, công an trí thức, quân đội trí thức như vậy. Riêng số này mà thực sự tốt đẹp, thực sự là tấm gương sáng cho dân, thì câu chuyện phát triển đã giải quyết được rất tốt đẹp. Và đấy là chỗ phấn đấu của chúng ta đấy. Bác nói là lãnh đạo bằng sự gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Và một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền.
nói như thế, nhưng mà bác rất coi trọng ngành tuyên giáo nhé. Bác nói là đầu tư cho ngành giáo dục và đầu tư cho ngành tuyên truyền của Đảng, tức là tuyên giáo, tuyên huấn ấy, thì bao nhiêu cũng không tiếc, miễn là cho nó chính đáng thôi, còn không bao giờ tiếc. Bác giải thích chữ tiết kiệm ấy. Kiệm là tiêu dùng hợp lý, kiệm không phải là bủn xỉn keo kiệt. Bủn xỉn keo kiệt là xấu phải bỏ, chứ còn tiết kiệm là văn minh, là tiêu dùng hợp lý. Bác giải thích thế nào là hợp lý. Việc đáng tiêu 1 vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu 1 xu cũng không chi. Đấy là nguyên tắc. Trên đồng chí làm tài chính ấy, làm tài vụ đấy, thì có chỉ dẫn của bác là như vậy. Bác lại chọn 2 cái ngành gọi là hợp lý, đáng đầu tư nhất: ngành giáo dục và ngành tuyên huấn. Có khi gọi là tuyên giáo, có khi là tuyên truyền cổ động, còn có khi gọi là ban văn hóa tư tưởng, nhưng cùng một cốt lõi là tuyên giáo thôi. Bác còn khuyên ngành tuyên giáo thế này, để các bạn lưu ý học bác nhé. Các cô, các chú làm tuyên giáo của Đảng thì phải chịu khó dành thời gian mà tiếp xúc với linh mục cha cô, và chịu khó đi nhà thờ. Ta thấy có lạ không chứ? Lãnh tụ Cộng sản mà khuyên cán bộ tư tưởng đi nhà thờ. Bác giải thích cái này này, để xem các cha cố họ giảng đạo như thế nào mà vào lòng con chiên đến như vậy. Thì các cô, các chú là người truyền đạo của Đảng cũng phải được như thế. Chứ bác rất linh hoạt, rất sáng tạo, và có thể nói là một con người rất thiết thực là như vậy. Ta có nhớ cái ngày bác ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến không? Thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Rồi sau đó lại lời gọi chống Mỹ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thế nhưng trong kháng chiến ấy, thì bác ra lời gọi thi đua ái quốc. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Ai thi đua là người yêu nước nhất. Bác lại cho mời một nhà văn hóa lớn là ông Hoàng Đạo Thúy, đang công tác ở Bộ Tổng Tham mưu Quốc phòng, đến để giao nhiệm vụ. Ý bác là muốn trao nhiệm vụ chỉ huy cái phong trào thi đua này cho ông Hoàng Đạo Thúy. Ông Hoàng Đạo Thúy đến gặp bác xúc động lắm, được bác tin cậy mà. Nhưng mà rất lúng túng. Bảo thưa bác, thế bây giờ bắt đầu từ đâu? Bác cười, bác bảo bác tin chú, giao việc cho chú phải nghĩ chứ. Lại hỏi bác bắt đầu từ đâu? Thế là lúng túng quá, không biết thế nào. Bác mới đưa ra một cái quạt giấy các anh chị. Cái quạt nó có xòe nan thế này. Cứ cầm cái quạt bác cho. Bác bảo bác cho chú cái quạt. Không hiểu ý bác thế nào. Bác bảo chú mở quạt ra. Thế là mở quạt ra cứ nhìn bác. Bác bảo chú quạt thật mạnh lên cho bác xem nào. Thế là quạt thật mạnh vào trước mặt bác. Bác nói to ngay: vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên. Đấy, hỏi bác bắt đầu từ đâu mà. Bác bắt đầu từ đấy đấy. Tức là bắt đầu từ công việc tuyên truyền cho dân. Tuyên giáo của Đảng là vậy. Cho nên bác nói những câu này là rất thấm thía, là một niềm an ủi động viên lớn chúng ta trong cái lĩnh vực quan trọng của Đảng này. Một cái chi tiết này nữa các bạn. Khi mà giành được độc lập, bác từ Tân Trào về thủ đô Hà Nội, tất cả đoàn quân cùng về bác. Bác có mặc có mỗi cái quần sóc, mấy cái áo cộc tay, đi đôi dép nhựa, bây giờ còn dép lê, có cái gì đâu. Bây giờ ngày tuyên bố độc lập, chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào là phải có quần áo mới chứ, cho chính phủ, cho bác và cho các bộ trưởng chứ. Thế làm thế nào? Tiền không có, không có cái gì cả, từ 2 bàn tay trắng. Chỉ có dân mới giải quyết được. Gia đình ông bà tư sản Trịnh Văn Bô và vợ là Hoàng Thị Minh Hồ đem tất cả vải ren ren dạ trong tủ quần áo ra, may mặc quần áo mới cho các bộ trưởng cùng với bác ra mắt quốc dân đồng bào. Và ông bà dành cả cái ngôi nhà 48 Hàng Ngang Hà Nội để bác ở trung ương họp và để bác viết lời tuyên ngôn độc lập. Trên chính phủ các nước phương Tây ấy, nó tinh pha phết, nó bảo thế này, nó nói là Bộ trưởng Bộ Tài chính của ông Hồ Chí Minh chính là ông bà Trịnh Văn Bô.
tức là người cung cấp tiền của mà các vị, đúng như vậy chứ. Đấy. Thế mà khi ra mắt quốc dân đồng bào như các bộ trưởng mặc quần áo mới được may sặc, bác có mỗi quần áo kaki đại cám vì bác rất giản dị. Ông Vũ Đình Huỳnh là thư ký của bác, phải đến tận gia đình ông bà Trịnh Văn Bô để tìm hiểu giới thiệu cho cái chủ hiệu may giỏi nhất ở phố Hàng Chống Hà Nội để may quần áo cho bác. Mà không dám nói là may cho bác đâu. Nói là tôi có một cụ Lý ở quê ra chơi, muốn sắm cho cụ vài bộ quần áo mới, ông may giúp. Thế may kiểu gì? Bảo cụ rất giản dị, nhưng đừng có may kiểu sang trọng com lê, may áo đại cán cho cụ thôi. Sau này biết là bác thì cảm động lắm. Bộ quần áo bác mặc ở Ba Đình lịch sử đấy, ra mắt quốc dân đồng bào đấy, mặc duy nhất một lần thôi. Bây giờ để trong bảo tàng Hồ Chí Minh, ta vào xem để thấy cái bộ quần áo mà lãnh tụ đã mặc hôm ra mắt tuyên ngôn quốc dân đồng bào. Còn sau này là may các bộ áo khác cho bác, cũng màu áo kaki như vậy. Là thế. Đặc biệt là ngày ra mắt quốc dân đồng bào, trước một biển người như vậy, bác đọc tuyên ngôn độc lập, bác lại dừng lại giữa chừng. Đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Cả cái biển người hô vang lên. Và như vậy là không còn khoảng cách nào giữa lãnh tụ và người dân nữa. Giản dị thân tình đến như thế, bác ở trong lòng dân như vậy. Lúc nước nhà độc lập, đảng có 15 tuổi, đảng viên chưa đầy 5.000 người, còn cả dân tộc có 20 triệu. 20 triệu nhưng thực chất đã mất 2 triệu rồi, chết đói, còn có 18 triệu. Vậy mà một lời kêu gọi của bác thôi, toàn dân góp sức vào. Chỗ này là chúng ta học bác về phương pháp động viên tuyên truyền nhé, để tranh thủ tối đa lòng dân nhé. Mỗi khi ta định làm một công việc gì đó, 2 triệu người chết đói, gạo không có mà ăn, vậy mà phải nuôi cái bọn tàu tường ấy, bọn Pháp, bọn Anh, bọn Ấn nó kéo vào đấy, 20 vạn người, lấy đâu ra gạo? Bác là lãnh tụ còn nhịn ăn lấy gạo nuôi dân cơ mà. 100 cây 1000 đắng, đầu sóng ngọn gió, vận nước vận đảng, ngàn cân cho sợi tóc, những ngày đầu cách mạng, đầu thắng lợi là thế. Hơn thế, toàn bộ kho bạc của nhà nước, gọi là kho tài cùng cục thuế trung ương đấy, tài chính đấy, quỹ tiền tệ đấy, còn có hơn 1 triệu bạc tiền Đông Dương rách nát không tiêu được, nó cứ mùn hết thế này đấy. Di sản đế quốc thực dân để lại là thế, cộng thêm 90% người dân mù chữ. Bây giờ làm thế nào để bầu cử quốc hội đến nơi? Bác chủ trương là bầu cử càng sớm càng tốt, hiến pháp thông qua càng sớm càng tốt để chứng tỏ là nước Việt Nam độc lập. Những quyết định tài tình đó của người đứng đầu chính phủ bây giờ nhìn lại là thật sáng suốt. Họp chính phủ mà bác kêu gọi là tôi đề nghị các vị bộ trưởng nhịn ăn cùng với tôi, cứ 10 ngày nhịn một bữa. Kêu gọi quốc dân đồng bào tất cả cũng nhịn ăn 10 ngày một bữa, dành gạo đó để cứu người nghèo. Mà bác khuyên thanh niên ở trong văn phòng, các cháu cố mà nhịn, 10 ngày mới nhịn một bữa không chết được đâu. Nhưng dân thì có bữa cơm bữa cháo, bác cũng nhịn. Còn nếu đến ngày nhịn ăn, bác lại có việc tiếp khách, thì bác sẽ tự động nhịn bù vào hôm sau. Thì không có một cái chính phủ nào cao thượng đến như thế. Bữa ăn của vị chủ tịch nước vẻn vẹn có một chiếc bánh giò buổi tối đấy. Cái ngày bác về thăm Ninh Bình, chiều tối mới đi, mà mới cách mạng đường xá khó khăn, xe toàn hỏng dọc đường. Về đến Ninh Bình, tập trung dân ở bãi cỏ rộng cho bác nói chuyện, rồi bác lại phải về ngay Hà Nội đêm hôm đó để kịp trả lời phỏng vấn nhà báo nước ngoài. Bác dặn là trong khi bác nói chuyện, các cô, các chú tranh thủ ăn đi rồi về với bác. Mà khó khăn lắm mới tìm một con gà để nấu cơm, làm cơm cho bác. Bác lại không ăn. Bác bảo ăn đi, ăn xong rồi về với bác. Bác nói xong bác về ngay. Bác thấy ở bên đường có hiệu bánh ấy,
cô chú nào sang bên đó mua cho bác một chiếc bánh dày, một chiếc bánh giò hay một cặp bánh dày cũng được. Bác thấy có cả, bác quan sát nhanh lắm. Thì lên xe bác ăn là vừa. Ta để thật thà quá, sang đến nơi bác dặn mua một cái bánh giò thì cũng mua đúng có một cái thôi. Nó toàn lá cả, có một tí bột bên trong thế này, ta ăn ta biết rồi. Đấy, lãnh tụ bữa ăn tối có thế. Còn có khi nhịn cơm. Có lần mà mãi buổi trưa 12 giờ hơn không thấy bác về. Mà thời khổ đấy, làm gì có điện thoại di động mà nhắn tin các làm gì. Không thấy bác về, lại cứ nghĩ là bác đi họp rồi bác ăn tiệc ở đâu. Có đâu. Thế là ăn trước chẳng để phần bác, chỗ văn phòng. Thế về đến nơi lại hỏi câu xã giao là thế bác đã dùng bữa chưa? Bác bảo từ sáng đến giờ có hạt cơm nào đâu. Thế là ân hận quá, bảo nhau nấu cơm cho bác. Bác bảo thôi muộn rồi, chắc là cơm nguội vẫn còn chứ. Cơm nguội thì bao giờ cũng còn mà. Bác ăn tạm rồi làm việc. Thế là bữa ăn của chủ tịch nước vào buổi trưa đấy, có một bát cơm gạo đỏ, cái nước rau dền luộc màu đỏ, mấy quả cà, mấy miếng đậu phụ có thế thôi. Lãnh tụ kháng chiến đấy thì là có bát nước cơm chắc riêng ra cho bác thôi, có gì đâu. Mà có gạo mục mà ăn đã là quý rồi cơ, có khi còn nhịn đói cơ. Thương bác quá, cán bộ ái ngại không biết làm gì để có thức ăn cho bác. Bác lại mách cho cách này này. Bây giờ các chú vào trong bản, bản tức là thôn xóm đấy, trong người thiểu số đấy, xin đồng bào một nắm lá chè tươi về đun lên làm nước trà mà uống, chan vào cơm, cho muối vừng và là xong thôi. Đấy, bác ăn như thế mà ngo nghĩ việc lớn như vậy, làm sao bác sống lâu hơn được. Thì mới thương bác. Thế thì trong hoàn cảnh 90% chết mù chữ, 1 triệu Đông Dương rách nát, gạo không có, người chết đói, bác kêu gọi ngay lập tức toàn dân tỏ lòng lá lành đùm lá rách, rồi là xây dựng tình thương với nhau. Và đồng bào ủng hộ bác, ủng hộ Quốc hội Chính phủ ngay lập tức 370 kg vàng. Có lớn không các chị? Ngay lập tức một lời kêu gọi của bác thôi mà các nhà tư sản, các nhà giàu có yêu nước đấy ủng hộ 370 kg vàng, ủng hộ 20 triệu bạc để cho quỹ quốc phòng, 30 triệu bạc nữa cho quỹ an sinh. Uy tín của bác là vậy. Và họp quốc hội vẫn họp được. 90% mù chữ mở ngay lớp diệt rốt, diệt rốt đấy, biết chữ để đi bỏ phiếu, để xứng đáng là người dân của nước độc lập. Bác đề ra công thức là người biết chữ dạy cho người chưa biết, người biết nhiều dạy cho biết ít, con cái dạy cho bố mẹ, chủ mở lớp dạy chữ cho thợ. Thời bây giờ có cả kinh tế tư nhân rồi, tất cả phải đi học, học bắt buộc để kịp để mà đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội, tổng tuyển cử đầu tiên. Thì bác làm mọi việc kiên quyết như vậy để vì sự phát triển, tức là khát vọng đất nước phát triển. Bác không chỉ nói đâu, bác trực tiếp làm cơ. Bác thành lập ngay nha bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ. Bác đến tận trường Trưng Vương ở Hà Nội là cái trường rất nổi tiếng để dự một giờ học, xem thầy giáo cô giáo giảng bài như thế này, như thế nào. Chỗ này các cô giáo, nhất là cô giáo nào dạy tiếng Anh, ngoại ngữ, hãy học bác. Bác thăm một trường học, cái trường Trưng Vương rất lạ không? Trường này là một trường đặc biệt, nổi tiếng, có hàng trăm năm lịch sử. Trường này không có học trò con trai, toàn con gái thôi, chứ gọi là trường nữ học, nữ sinh. Bác dự một giờ tiếng Anh, ngoại ngữ là một biệt tài của bác. Bác toàn tự học thôi mà tiếng nào cũng làm chủ được. Bác chỉ một cháu gái 13 tuổi đứng lên đọc bài cho bác nghe, bác chữa lỗi phát âm cho. Cháu bé đó là sau này là ai đấy các ông chí? Cháu bé đó sau này là bà Hoàng Xuân Xính, giáo sư tiến sĩ toán học. Là cháu bé 13 tuổi ngày trước được bác đọc tiếng Anh, chữa lỗi tiếng Anh cho. Bà viết luận án tiến sĩ toán học thời chống Mỹ và bảo vệ danh giá tại châu Âu, nước Pháp,
và bạc viết hồi ký, nói là suốt đời không quên được cử chỉ của bác như một người thầy, như một người cha khi chữa lỗi cho tôi. Đấy, bác bạc chủ yếu như vậy. Bác họp quốc hội nhé, ngày mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, tổng tuyển cử bầu quốc hội. Rồi sau đó 3 tháng họp quốc hội. Quốc hội kỳ thứ 2 trước giờ toàn quốc kháng chiến là phiên họp thông qua hiến pháp đầu tiên, hiến pháp lịch sử dân chủ pháp quyền. Và bác gửi thư cho các cháu thiếu nhi, chỉ có việc đánh trống ếch để bỏ cầu động bà con đi bỏ phiếu mà bác cũng cảm ơn. Bác bảo thế này này, các cháu chưa đến tuổi trưởng thành đi bầu cử, nhưng các cháu đi đánh trống ếch cổ động bà con đi bầu cử cũng là yêu nước. Cho nên bác cảm ơn các cháu. Năm nay các cháu với 12, 13 tuổi, bác cũng mới có 56 tuổi thôi. 5-6 năm nữa đủ 18 tuổi các cháu sẽ đi bầu cử. Lúc đó bác cũng mới chỉ 62 tuổi thôi. Các cháu đi bỏ phiếu, nhớ bỏ phiếu cho bác. Bác vận động chính trị như thế đấy các làm gì? Rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên. Và qua đó giáo dục trách nhiệm công dân cho các cháu. Còn nếu các cháu ứng cử, bác vui lòng ủng hộ các cháu. Đấy là một cách tuyên truyền về hiến pháp. Còn riêng tỉnh Nam Định, ta học tập tỉnh Nam Định ở chỗ giáo dục nhé, vẫn là tỉnh đi đầu trong cả nước về giáo dục, rất có thương hiệu. Thì Nam Định hồi đó đấy có một phong trào là nói và viết tiếng Việt cho nó trong sáng. Tiếng Pháp có thể rất giỏi, nhưng mà tiếng Việt nhiều khi lại không trong sáng. Cho nên gửi cho bác một tờ báo, nhan đề là báo Tập Viết. Tập Viết tức là để gì? Để nói thông, nói thạo, trong sáng tiếng Việt. Các cháu gửi tờ báo cho bác đọc hết. Bác đọc xong bác có thư cảm ơn. Ta đọc thư của bác nhé. Hóa ra bác dạy các cháu mà dạy cả chúng ta đấy, dạy cả người lớn. Gửi các cháu Tập Viết, tên tờ báo. Bác đã đọc hết tờ báo của các cháu gửi cho bác. Bác cảm ơn. Bây giờ bác có mấy lời trao đổi với các cháu. Bác viết giản dị, rõ ràng, dân chủ đến như vậy. Bác dạy các cháu bằng thơ cơ. Ý tứ phải rõ ràng, lời lẽ nên phổ thông, câu kẹo nên ngắn gọn. Chúc các cháu thành công. Thì có phải là dạy cả chúng ta không? Ý tứ tức là tư tưởng, là nội dung. Văn chương phải giản dị, câu viết phải ngắn gọn, không có dây cà ra dây muống. Bác dạy các cháu mà hóa ra dạy cả người lớn. Và hôm nay ta nói một điều này rất hệ trọng. Muốn phát triển thì cái chìa khóa của phát triển đó là giáo dục. Giáo dục đào tạo. Chúng ta đang ở bên thềm năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo sẽ đến các nhà trường dự lễ khai giảng năm học mới và động viên các thầy giáo, cô giáo. Còn các thầy, các cô hãy làm tròn sứ mệnh của kỹ sư tâm hồn. Như bác ấy, bác là một nhà giáo dục. Trên riêng đội ngũ giáo viên của chúng ta đấy sẽ có một niềm hạnh phúc lớn không ai có, là có một người thầy vĩ đại là bác, có một người đồng nghiệp vĩ đại là bác, vì bác cũng là nhà giáo. 20 tuổi bác dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết, rồi thành lãnh tụ cách mạng. Trong các thầy cô, các cô giáo này, có thầy cô nào dạy môn thể dục, môn thể chất thì vô cùng hạnh phúc, vì bác Hồ là giáo viên dạy môn thể dục. Khi bác xin vào trường Dục Thanh dạy học, trường phân công cho bác dạy môn thể dục. Chứ nếu dạy thể dục tức là chúng ta là đồng nghiệp trực tiếp của bác đấy nhé. Rồi sau này bác dạy thêm văn học, lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục công dân. Mà các cán bộ đảng chúng ta phần lớn là từ ngành giáo dục sang, các nhà giáo, cho nên rất có điều kiện để quan tâm và giúp đỡ ngành giáo dục tốt nhất. Thì học bác. Bác có thư gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường. Thư này chính là kết tinh khát vọng phát triển đất nước.
Bác viết là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có đủ sức sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không? Một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu. Đấy là thông điệp của phát triển. Đấy là lời tuyên bố có tính chất cương lĩnh của nền giáo dục mới. Thì ta thấy bác để lại bao nhiêu tư tưởng quý giá mà bây giờ đảng ta chọn cái chủ đề là khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc là rất đúng. Cái ngày mà họp quốc hội phiên đầu tiên, bác lại bố trí thế này mới giỏi. Bố trí cho người đại biểu quốc hội cao tuổi nhất, đó là ai các đồng chí? Là cụ Ngô Tử Hạ, một nhà tư sản yêu nước. Và cụ đi theo đạo Thiên Chúa ở Ninh Bình. Cụ có một cái xưởng in rất lớn. Cụ mặc áo the, đội khăn xếp, kéo chiếc xe bò qua phố Tràng Tiền, là cái phố đẹp nhất, nhìn thẳng về nhà hát lớn, là nơi họp quốc hội. Thời bây giờ không có trụ sở họp, làm gì có nhà quốc hội, họp ngay nhà hát lớn. Mà cụ kéo chiếc xe bò đó để kêu gọi quốc dân đồng bào ủng hộ quốc hội, ủng hộ chính phủ. Người nào có tiền giết cũ tiền, có gạo giúp gạo, cứ nắm gạo, nắm đỗ, nắm rạc, chất đầy cả một cái xe bò. Thanh niên trai tráng ra giúp cụ kéo chiếc xe bò đó về đỗ trước cửa nhà hát lớn, trước giờ khai mạc quốc hội. Và bác ra xem. Bác ra xem, bác nói ngay một câu sâu sắc này. Đây mới thực là gạo đại đoàn kết toàn dân tộc. Và thắng lợi là thế đấy các đồng chí. Họp quốc hội, 300 đại biểu quốc hội trong Nam ngoài Bắc ra họp mà không có khách sạn, không có nhà nghỉ. Cái gì cũng thiếu thốn. Thế bố trí cho đại biểu ở đâu? Bác lại một lời kêu gọi, mong các nhà tư sản, các nhà yêu nước đón đại biểu của dân về nhà nuôi, trả lương, sinh hoạt phí, chăm chút để lo công việc của quốc gia. Đấy. Thì đấy chính là hình ảnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những bài toán giải về phát triển mà bác là nêu gương.